vừa nhìn nàng anh đã thấy lòng bồi hồi biết mấy. Ôi cô nàng mà hai dâu bên tầng xứ Hàn, đi ngay đi ngay, anh phải cướp bắt vợ bay sang Busan anh kiếm nàng thơ. Ngoài đường này sao lắm gái, trời thì lạnh tê tái. Ê anh gì mồm lắm dâu, đây là đâu rồi? Busan, Busan, you in Korea. Busan, đây sao, đi bắt vợ thôi. Bắt vợ, phải tìm nàng hái dâu. Ôi giời, ôi giời, đi bộ rõ lâu, ước gì giờ cho anh cưới trâu. Ô, đường nào mình không biết, ô, mà tiếng Hàn không biết. À quên, tấm hình mình có mang nó theo. Anh ơi, anh ơi, anh có biết người này đi cùng tôi? Ái à, ông biết tiếng Việt Nam. Đường vào vườn dâu lắm lối mà lòng mình bối rối. Ôi cô nàng mình ước ao nay được thấy em rồi. Xinh ghê, xinh ghê, chắc nàng ấy chưa chồng. Bắt lấy cho lên vai, ta vác về bàng mông. Ấy kìa, ấy kìa, đừng làm vậy chứ ông. Bác vợ, bác vợ, bác kiểu gái mông. Ái là chàng trai ngây ngô ghê. Ô, mình phải làm như thế. Ô, mà không làm sẽ. Này ông gái Hàn, nào phải đâu gái mông. Theo tôi yêu ai không được bắt như vậy. Nghe lời tôi, ấy là nên học tiếng Hàn ngay. Mình chẳng ngại giang